mớ rồi cả nhà ơi. Mồng tơi, mồng tơi. Hôm qua gấp quá Tracy không kịp quay phim. Cái lá mồng tơi nó xum xuê luôn cả nhà. Bữa nay hái hết phân nửa rồi cả nhà ơi, nó xum xuê mà nó xanh mương mướt. Đây là vàng đậu đũa. Có cái hoa màu tím. Đây là trái mướp. Ồ, đây là trái bí rợ. Đây một trái bí rợ nữa. Đây là hoa đậu. Đậu gì Tracy chưa được biết, tại Tracy chưa có thấy được cái trái của nó. Hoặc là đậu que, hoặc là đậu đũa, hoặc là đậu đậu gì trái to to đó. Để xào ăn đó cả nhà. Hoa đậu. Đây là ba cây cà chua mập mà chưa kịp có trái nha cả nhà. Nuôi thân nuôi nhánh mập lù, lấy sức để có trái thôi chứ chưa có trái. Mới có ra hoa này cả nhà. Cả nhà ơi, mình bẻ trái đào long này nha cả nhà. Quàng xuống. Trái này cũng bị đục nè cả nhà, nhưng giờ mình gọt chỗ đó ra mình cũng ăn được chút đỉnh. Ồ, rõ ràng là cái con này nó đục nè cả nhà. Không còn gì cho mình ăn cả nhà ơi. Này cũng bị nó đục luôn rồi nè cả nhà. Đục phía bên này. Vậy đó rồi lấy gì mình ăn. Nó ăn hết của mình. Bây giờ còn mấy trái mình bẻ mình ăn đỡ đi nha cả nhà. Trái này nè, bẻ luôn đi. Ăn sống, ăn non, ăn luôn. Trái này bẻ luôn cả nhà ơi. Bẻ luôn thì mình còn ăn được bên, chứ mình để là không còn bên nào luôn. Đây, Tracy bẻ được 3 trái.
Tracy bẻ luôn. Cầm ba trái không cầm được trái thứ tư cả nhà ơi. Hư hết trơn rồi. Tracy bẻ 6 trái luôn cả nhà. 6 trái này vô cắt ra còn được 1 trái thôi à. Nhìn đám rau má tươi tốt quá nè cả nhà ơi. Xen lẫn là những cái rau xanh. Rau gấp cá cũng tươi tốt. Rau má xen lẫn rau xanh, rau ngò ôm. Trái non nè cả nhà. Cả nhà nhìn cái đài của cái trái đó, nó xòe nó to quá ha cả nhà. Bởi vậy cái trái nó to thì phải rồi cả nhà ha.